Tôi đã bị sát hại dã man và bị cướp xe máy khi chở khách buổi tối muộn. Tôi là một xe ôm công nghệ, hãy lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi tên là Nguyễn Cao Sang, sinh năm 2001 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Năm 2019, tôi lên Hà Nội theo học tại một trường cao đẳng với mong muốn thay đổi cuộc sống. Để phụ giúp gia đình và theo đuổi việc học, tôi phải đăng ký làm xe ôm để trang trải cuộc sống. Tối ngày 26 tháng 9 năm 2019, tôi chạy xe đến bến xe Mỹ Đình kiếm khách như thường lệ. Tại đây, tôi gặp hai người khách là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đến từ Yên Bái. Tôi không biết rằng đó là những người nghiện game và đang thất nghiệp. Họ yêu cầu tôi chở họ đến đường Tân Phong. Nhìn họ có vẻ bặm trợn và địa điểm họ muốn đến rất vắng vẻ nên tôi đã từ chối. Tuy nhiên họ đưa ra mức giá hấp dẫn, không thông qua ứng dụng, cùng với việc tôi vẫn chưa đạt chỉ tiêu cho buổi tối nên tôi đã đồng ý chở họ. Để chắc chắn, tôi đã lén chụp ảnh hai người và gửi cho bạn với nội dung có gì không ổn thì báo công an giúp và yên tâm vận chuyển họ. Tuy nhiên tôi đã lầm khi tôi chở họ đến một đoạn đường vắng ở Cổ Nhuế. Xe của tôi bỗng dưng chết máy. Khi tôi dựng xe xuống kiểm tra, Giáp rút dao đâm vào lưng tôi. Hoảng sợ, tôi vùng bỏ chạy, nhưng bọn chúng đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát nữa khiến tôi gục xuống tử vong. Sau đó chúng lấy điện thoại, xe máy của tôi bỏ trốn về Yên Bái. Ngày hôm sau, người thân không liên lạc được với tôi, nghi có chuyện chẳng lành. Họ đăng thông tin tìm kiếm tôi trên mạng xã hội. Đến tối 28 tháng 9, người dân phát hiện thi thể tôi nằm trong bãi đất trống, và cảnh sát phát lệnh truy tìm hai kẻ tình nghi là Giáp và Trường đã bị tôi chụp trước đó. Đến tối 30 tháng 9, bọn chúng bị bắt giữ và đưa về Hà Nội xét xử. Cuối cùng cả hai bọn chúng bị tuyên tử hình vì hành vi giết người, cướp tài sản. Cuộc đời và tương lai của tôi bị tước đoạt dã man. Mặc dù công lý đã được thực thi nhưng tôi hy vọng câu chuyện của tôi giúp mọi người, đặc biệt là các tài xế cảnh giác hơn trước những mối nguy hiểm khi làm việc buổi tối. Cảm ơn đã lắng nghe. Tôi đã bị con nợ sát hại dã man để quỵt nợ. Thi thể tôi bị đốt cháy phi tang. Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi tên là Dương Công Cường, sinh năm 1974 tại Gia Lộc, Hải Dương. Gia đình tôi tương đối khá giả, nên tôi sử dụng tiền nhàn rỗi cho nhiều người vay kinh doanh. Năm 2017, tôi quen biết Vũ Thị Mừng là giảng viên một trường dược ở Hải Dương và chồng chị ta là Cao Tài Năng. Họ mở một cửa hàng thuốc tân dược kinh doanh nên thường xuyên tìm đến tôi vay tiền. Đến cuối năm 2020, số tiền họ còn nợ tôi khoảng 3 tỷ nhưng Năng nhiều lần trễ hạn và khất nợ. Ngày 28 tháng 11 năm 2020, Năng hẹn tôi đến hiệu thuốc của anh ta để thanh toán tiền nợ. Tin lời, tôi lái xe ô tô đến gặp anh ta. Tại đây anh ta xin trả trước một phần nhỏ và xin khất nợ, tôi đã không đồng ý. Năng bảo tôi lên gác xếp để nói chuyện tiếp. Khi tôi lên đến nơi, Năng dùng cây gỗ đã chuẩn bị trước đánh liên tiếp vào đầu tôi khiến tôi tử vong. Tiếp đó, Năng lấy ô tô của tôi đem gửi tại một bãi xe cạnh khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ ở Hà Nội. Hắn còn lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho con gái tôi nói rằng tôi đi Nghệ An, rồi trở về nhà lau chùi dấu vết. Tối hôm đó, hắn cùng vợ là Vũ Thị Mừng đem thi thể tôi ra gần bờ sông Kim Sơn, chôn để phi tang. Hắn cũng trồng một vài cây cạnh đó để đánh dấu vị trí. Hai tháng sau, Năng phát hiện khu vực chôn thi thể tôi bị đào xới để trồng cây. Lo sợ bị lộ, tối 8 tháng 2 năm 2021, vợ chồng hắn đào thi thể tôi lên mang ra bờ sông đốt. Ngọn lửa khiến một người đánh cá ghé vào hỏi nhưng Năng nói dối đang đốt đồ chống dịch. Một phần cho cốt của tôi bị đổ xuống sông, một số đoạn xương không cháy bị hắn đập nát đem đi phi tang. Sau đó hai vợ chồng Năng vẫn sống bình thản, làm việc, đi du lịch trong suốt một thời gian dài như không có gì xảy ra. Gia đình tôi không liên lạc được với tôi nhiều ngày đã báo cáo cơ quan chức năng. Bố tôi già yếu, cũng đơn thư cầu cứu nhiều lần, nghi ngờ tôi bị hại chết nhưng việc tìm kiếm chưa có kết quả. Hơn 7 tháng sau, người trông giữ bãi xe Kim Văn, Kim Lũ đăng thông tin tìm kiếm chủ nhân chiếc xe ô tô đang bị bỏ phơi mưa nắng. Cảnh sát đã phát hiện ra đó là xe ô tô của tôi và nghi vấn tôi bị sát hại bùng lên trên mạng xã hội. Sau nhiều ngày giáo giết điều tra, biết không thể trốn tránh tội ác, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Cao Tài Năng đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi ác độc. Ra tòa xét xử, Năng phải nhận án tử hình vì hành vi giết người, cướp tài sản. Vũ Thị Mừng cũng phải nhận án tù hơn 7 năm vì bao che và xâm phạm thi thể. Câu chuyện của tôi kết thúc trong đau đớn. Mặc dù công lý được thực thi nhưng nó cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người, luôn luôn cảnh giác trong công việc làm ăn, kinh doanh. Cảm ơn đã lắng nghe.